Ừ. Pen tắt Đây. đấy nào. Không phải tắt đấy là bảng chuột USB. Đấy. Chuột Ừ, rất bảng. rất là lạ đời. Chuột bé này thì đồ chơi này. Giờ mới thấy cái đồ chơi lạ đời này thật. Nên khách mang ra sửa bảo không thấy hoạt động gì, nên gì. Đó, xem sao. Chết rồi. Chắc để lâu ngày nó ẩm thôi, bây giờ mình chuyển lau thôi, xong là kết nối máy tính em được không? Ra nhìn xem cấu tạo của nó có gì đặc sắc không? Cái tạo này giống bên trong nó nghe phức tạp lắm nhỉ. Nó ra mấy con IC gì đây? 74HC 4051 à, con đệm à. Đệm này quét ở đây à. Nên sao IC nào? 74HC 451 này. Quét để quét tấm bảng này á? Quét đệm, anh xin đệm dùng để quét ma trận đấy. Tấm này là kiểu như tấm cảm ứng gì? Tấm này là cảm ứng điện, dùng cho nó như điện với bút thì gần giống như kiểu đằng sau cảm ứng của nốt ấy. Của nốt là dùng kiểu như này này. Hai mặt Đó này là này. Galaxy Note à? Giống giống kiểu như thế, bắt Con chước. này con gì ấy? Vi xử lý trung tâm. Vi xử lý của cái tấm này à? Vi xử lý EEPROM, siêu nguồn, thay cánh. Giờ còn mấy con tụ trở tào lao nhiều. Không, chỉ từng con xem nào. Con này lạ chưa thấy bao giờ, chỉ từng con này. Con này thì có gì đâu, IC này học từ hồi đại học rồi. Đây là con này vi xử lý đúng Vi không? xử lý. Tiếp con nào? Con này lõi của con Pen tablet à? À, bọn này là sản xuất đặt chuyên dụng cho mình đó à? Pen tablet đó thì là bút Nó cho đặt cái chuyên dụng mà, đặt khác gì nó khác lên đấy. Con này là con này, EEPROM, ROM lưu trữ, lập trình linh tinh. Bốn con này liên quan đệm, quét cho cái này chia làm bốn phần, cho quét ma trận ở đây, đệm chuyển về xử lý. có tâm Hai bảng mặt nữa này, hai mặt ma trận hàng cái cột mà, quét ma trận thôi. Đây con này bung chân đây rồi, nó xóa chân rồi. đây Bệnh là như thế thôi. Hàn lại bên hơi này dễ đẹp tìm mà. đúng không, xử lý lại cái này nữa. Hàn lại hơi được không này. Ngày mưa gió vắng khách. Gì tao cũng sửa chết. Hình S3 không nhỉ? S3 có. Samsung S3 anh. S3. Oppo S3 á. Samsung hay Oppo cơ? Samsung Galaxy S3. Đấy là S2 mà. Nhưng mà cái nhà S3 có. À, có chứ. Thay nguyên màn hình bao nhiêu? Thay nguyên màn con đấy rơi vào khoảng 450.000. Màn AMOLED thì nó đắt. Vâng, anh xem nếu thay thì cầm ra đây em thay cho. Vâng. Màu gì đấy ạ? Máy màu gì đấy ạ? Máy đúng như này. Màu trắng màu màu trắng đen. Đúng không? Màu trắng như này. Còn hai con S3 như thế này. Vâng. Đánh rơi vỡ là chết thôi. Không, không đẹp như thế này chứ. Như tức là rơi chết ở vỡ trong, màn nên âm chết âm ở xì trong. Cũng như kiểu là chảy máu trong thứ đấy, nội tạng nó vỡ rồi, không có học. Vâng. Vâng, cho anh nhá. Sao nào, lên nào, lên nào. Ôi giời ơi, máy đen nào. Này à? Được, máy tính nhau. YouTube trên máy tính nha. Nhận đấy chứ. Bấm sáng đèn này. Đó, nhận được rồi, nhận. Được rồi. Chết. Rồi, để dịch lên đây nào, dịch lên đây. Đây. Vui này biết được không? Con này lạ. Chật quá chẳng nhìn thấy gì. Bút này. Để dịch dấu, để dịch dấu kia viết mới được. Này, hay không? Nào, bút đâu? Ba khúc đây bút của nó đây đây trong này có cái ấy gì này dây đồng này dẫn từ đây ra đây chuyển xuống đây
Trên một điện trường mà. Cộng trừ đúng không? Bút này như bút viết thật hay sao ấy? Viết được mực không? Chắc không có mực chứ. Đầu cũng nhựa không? Tưởng là có mực cái má đạo quá. Rồi viết được này. Chạm vào này. Thấy không? Ờ kia xong rồi nhìn cái gì đó. Dạ. Đâu? Chuột đâu? Ờ xoay bố chuột của mình đi rồi. Hơi bé, chuột nó hơi mờ. Ờ hơi bé rồi. Này. Đi đây. À đúng rồi, ấn vào thì to lên, ấn vào thì to lên. Đúng không? Ấn vào thì to lên đúng không? Chưa cần chạm đến nơi. Ừ. Vui phết nhỉ, cái này hay phết nhỉ. Trong cái này tác dụng thay mấy cái chuột vẽ, để làm gì nhỉ? Vẽ. Anh làm công việc vẽ sẽ dùng cái này. Cho cái bọn làm đồ họa nhiều hay sao? Nhìn này. Chả nhìn được rõ đâu. Anh đi kia kìa, vẫn nhìn thấy mà. Đây. Đẩy sát sát vào mới nhìn được. Đây. Nữa. Tại vì con mình ấy. Rồi bỏ tụ cú ra. Đây. Ừ. Chỉ trong cái ô dấu cộng đấy à? Đây là mình bấm nó nằm ở đây. Mình không, đâu nằm đây. Không, tâm ừ, trong này trong... thôi, ra đây thì không còn gì nữa mà. Chỉ nằm không, trong... đến chỗ này thôi hay sao? Không, được phép sát 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 mép này. Sát ở mép cơ. Tương đối, vì nó có độ... Anh sát sát sườn chạm vào mà cưa ra vẫn được mà, đây đã chạm vào đâu. Đây, chưa chạm. Nó một khoảng phạm vi được phép mà. Nó quét siêu phết. Cái nhà nó định vị nó đang ở đâu. Ok, lắp vào. Được rồi. Mạch nó chỉ đơn giản thế thôi mà. Không, bọn này bọn đơn giản nhất thật. Bên kia to như này. PC to đùng lại. Nếu mà chết đấy thì chẳng có gì thay nhỉ. Chết con này với con này thì vất. Chết mấy con này thay được này. Con này bốn con này mua được không, này. Không tin à. Con này chỉ là IC số bình thường nha. Mấy con này IC số bình thường. Con lưu trữ 5 trên 2 con này. Hai con này. Một con vi xử lý, một con F-ROM. ROM chưa chương trình lập trình sẵn trong đấy. Con này sẽ khởi động, con này sẽ kết nối con này để đọc dữ liệu cho con này, xử lý lệnh là từ đây đưa về đây theo lập trình ở trong này có sẵn, chạy cái chương trình đấy thế thôi. Chạy chương trình giao tiếp với máy tính kiểu xử lý chuyển đi. Xong rồi, vậy thôi. USB pen tắt đấy. Chi nào. Rồi ok, đã xong. Đây, nó có cái gì nè, thông số là cái gì? Thông số này không biết gọi là gì nhỉ? 4 x 2,23 inch là trước. Cái gì? Kích thước 1 chiều 4 x 2,3 inch 2,08. Còn 2,085 hình như 2,048 là cái loại gì? Phân giải là 400 thôi, là độ phân giải thì biết. Chắc là tốc độ delay của nó tốc độ chậm, trễ. Độ trễ. LPS là tốc độ trễ á? Nhưng mà tốc độ trễ thì nếu máy chuẩn xử lý càng gần càng chuẩn. Nhưng trễ trễ ở đây so với máy tính, trên máy tính này đúng không? Trễ và anh từ cái này mục đích chính là để vẽ liên quan cái đường cong, đường nét anh vẽ. Kiểu chuyên bọn chuyên vẽ vở ấy. Thì để vẽ kiểu chi tiết bên trong này. Kiểu như bọn nội thất nội tiết. Đây lên cái pen và cái pen này vẽ mà xem. Chuột mở quen rồi mở nó đi. Này kéo cái gì nhỉ? Mở cái pen xem nào. Pen đấy vẽ được không nhỉ? Chắc vẫn vẽ được. Đây được. Kia rồi. Tốt cho xong vẽ được. À, dùng chuột này để vẽ này. Ờ chú vẽ ở đây sao này? Nó vẽ trên cái phần mềm vẽ vời của đội đấy ấy. Đây để vẽ ra một vui nè. Khó vẽ phết nhỉ? Họa sĩ vẽ đề tay lên. Đấy, vẽ như vẽ thường. Vẽ kiểu gì làm sao mình mỗi lần chuyển đi chuyển chạy bố đi đâu thì để dọc này sao chứ. Dọc này mới đúng, không phải để này chuẩn. Quay chiều kia lên à? Ký kia cái kiểu chuẩn phết đấy. Chứ vẽ kiểu gì?
Cái này coi như là mình vẽ trên giấy, nhưng mà thay vì hiển thị trên giấy, nó hiển thị trên màn máy tính thôi, có gì đâu. Đây, này mới chuẩn. Này mới đúng tương xứng với màn hình thật đây này. Đây là để xóa phần trắng này nha. Nó có tọa độ này, chạy này. Thì đúng, bây giờ chạy theo độ. Nhưng mà đây nó có chắc phần mềm vẽ riêng nữa cơ. Thay vì mình vẽ tay trên giấy thì vẽ trên cái này có gì. Rồi thế thôi. Vẽ cho mày xem thôi. Vẽ luôn chữ vào đây. Chữ vẽ 6 không lên được kia. Sao không lên được? Không nhìn được cả hai cơ. Thôi chết rồi.